Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình làm một cái clip để chia sẻ với mọi người là mua củ sắn dây tươi ở đâu. Thứ nhất là, thứ hai là củ sắn dây mà cuối vụ thì có ngon không. Thì đây, nhà mình hôm nay vừa đi dỡ sắn dây cho khách về để luộc. Thì mình cũng chia sẻ là ở Kinh Môn Hải Dương nhà mình ấy, sẽ trồng sắn dây khá là muộn so với những nơi khác. Vì vậy là cái tầm tháng 3 âm, tức là tháng 4, tháng 5 dương này thì vẫn có, nhưng mà không phải nhà nào cũng có, chủ yếu những là nhà nào trồng muộn thôi. Thì sắn dây cuối vụ có ngon không thì thực ra là như này, đây cho bạn xem này. Đấy, thì nếu mà như kiểu mình hay nói về những cái bạn mà mua cây giống bên mình ấy, thì trồng chia làm nhiều đợt. Nếu mà mọi người mà trồng sớm quá mà thu hoạch kiểu như là quá 12 tháng rồi, quá 11 tháng mà mọi người chưa thu hoạch, thì tự nhiên lúc đấy cái sắn dây ấy, nó lại lên mầm, thì nó lại thải trở thành là đầu tiên sắn dây nhá, xuống củ này để chất xuống củ, tức là để bột nó ngon rồi đúng không, nhưng bây giờ nó mà lại còn lên mầm, nó vẫn còn tiếp nữa thì lại thành chất bột, thì sắn dây thì không ngon. Đấy, thế nên là chúng ta lại như nào, chúng ta nếu mà chúng ta đã thu hoạch muộn để bà làm bột thì chúng ta nên trồng muộn, đừng có nên trồng sớm quá ngày, quá tháng, quá ngày của nó thì tự nhiên lại thành mất ngon. Đấy. Này, đây cho các bạn xem sắn nhà mình này. Thế nên là khi mà mua sắn thì mọi người sẽ tìm những cái nhà, ví dụ như nhà trồng muộn như nhà mình. Ví dụ nhà mình rơi vào tầm tháng 5 âm cơ, có khi mới trồng. Đấy. Còn những cái nhà khác thì tháng 4 âm đấy. Mà trong khi bây giờ mới tháng 3 thì như thế thì sắn nó mới ngon đấy. Chứ không phải sắn cứ trồng muộn là không ngon hay như nào đâu, tất cả có lý do hết. Thì mình cũng làm nhiều video để chia sẻ với mọi người rồi. Đấy, mọi người muốn mua sắn đây, rất là đẹp luôn, thì liên hệ với nhà mình. Mình đi dỡ mua làm bột cũng, nhìn mọi người nhìn thấy đấy, mua làm bột cũng ngon, mua làm củ luộc cũng ngon. Đây, tươi, nhìn đã thấy thích rồi. Mình xếp ra những cái bì này để mang đi giao. Mấy cái củ to khổng lồ này là củ tia từ cái gốc ra. Còn những cái củ ví dụ như kiểu mình đang quay bên này, đây là những cái củ chân tay. Những cái củ chân tay này thì nó sẽ nhỏ vừa, nó luộc nó sẽ dễ hơn khi mình luộc vừa vừa. Củ sắn dây ở Kinh Môn luộc thì chắc chắn là ngon như hơn những nơi khác, bởi vì đây là cái chất sắn ở Kinh Môn này có khoảng 10 km phù sa bồi đắp ở cái con sông Kinh Thầy ấy, làm cho chất sắn ở đây rất là khác so với những nơi khác. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video khác nhé, chào các bạn.